cảnh sát và cầu Rạch Miễu bắt 31 đối tượng trang bị súng, áo chống đạn. Ngày 29 tháng 7, nguồn tin của phóng viên địa phương cho biết, Công an tỉnh Tiền Giang vừa chặn cầu Rạch Miễu, bắt giữ 31 thanh niên trên 6 xe ô tô có mang theo súng, áo chống đạn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ ngày 29 tháng 7, Công an Tiền Giang chặn xe qua lại trên cầu Rạch Miễu nhằm truy bắt nhóm đối tượng đi trên ô tô có biểu hiện nghi vấn. Khi bị cảnh sát nổ súng trấn áp, nhiều người trên 6 xe ô tô bỏ xe chạy thoát thân nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. Tại hiện trường, cảnh sát đã bắt giữ 31 thanh niên có độ tuổi từ 24 đến 36 tuổi đi trên 5 xe ô tô 4 chỗ và 1 xe ô tô 7 chỗ. Những người này đa số có hộ khẩu ở tỉnh Bến Tre, còn lại ở các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp. Qua khám xét trên 6 xe ô tô, cảnh sát thu giữ 4 khẩu súng hiện chưa rõ loại, áo chống đạn, dao bấm, bình xịt hơi cay. Bước đầu, nhóm này khai vừa kéo tuần qua một địa bàn huyện ở Tiền Giang giải quyết mâu thuẫn đang trên đường về Bến Tre thì bị bắt giữ. Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với Công an thành phố Mỹ Tho cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, xử lý theo quy định.